màn hướng dẫn đan họa tiết hoa nhỏ. Họa tiết này thì phù hợp đan các sản phẩm của mùa đông, rất dày dặn và ấm. Các bạn sẽ đan với tổng số mũi là 2N+2, vì mỗi một họa tiết hoa thì được thể hiện trên 2 mũi đan. Giờ chúng ta bắt đầu. Hàng 1. Chợt mũi thứ nhất. Hai mũi tiếp theo, đan một mũi lên. Giữ kim, bắt dây xuống, đan một mũi xuống. Đan một hai mũi bằng một mũi lên. Giữ kim, bắt dây xuống, đan một mũi xuống. Cứ tiếp tục đan cho đến mũi cuối cùng. Mũi cuối cùng các bạn đan xuống. Hàng thứ hai, trượt mũi đầu, sau đó đan lên toàn bộ hàng. Hàng 3, trượt mũi 1, mũi thứ 2 thì đan xuống, mũi 3 và 4 đan gộp một mũi lên, giữ kim, vắt dây xuống, đan một mũi xuống, cứ tiếp tục đan cho đến khi còn lại 2 mũi cuối cùng. Hai mũi cuối cùng thì mũi đầu chúng ta đan lên và mũi cuối đan xuống. Hàng 4 đan giống hàng 2, đan lên toàn bộ.
lặp lại từ hàng 1 cho đến hàng 4. Cứ thế tan cho đến khi các bạn kết thúc sản phẩm. Mình đã hướng dẫn xong cách đan họa tiết bông hoa nhỏ. Các bạn xem lại nhé. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm. Mong các bạn ủng hộ bằng cách đăng ký kênh để mình có thêm động lực làm các video mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.